chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tổ tiên báo mộng, hưởng lộc trời cho, tiền của đổ về như thác lũ, vào dược mặt đại gia. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi chúng ta, ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm nhất định, bất kể người giàu hay người nghèo, cũng đều có những mối lo toan, vất vả riêng. Người thì lo con cái ăn học, kẻ lo trả sạch nợ nần, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Không phải bất cứ việc gì cũng diễn biến theo ý muốn của chúng ta, mà phần lớn là do vận mệnh quyết định. Ai gặp thời thì phất lên như vũ bão, ai đen đuổi thì trăm chuyện ngán trở, tiểu nhân cản đường, mãi chẳng thể thành công, ngóc đầu lên được. Đó cũng là quy luật tạo nên cuộc đời này. Chỉ những người biết nắm bắt thời cơ, biết nương nhờ vận thế, mới có cơ may đổi đời, đổi vận, thu tiền tỷ của về tay. Trong lá số tử vi tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn của 12 con giáp, các thầy tử vi đã đặc biệt nhắn gửi tới người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 rằng: trong tháng tới, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến động, cục diện tương hại khiến khó khăn ập tới, tiểu nhân xuất hiện, nếu làm được điều này thì sau đó sẽ là trời quang mây tạnh, thần tài xuất hiện, đưa tiền của chạy về túi, hanh thông vượt bậc, càng khổ càng giàu. Quý nhân chỉ lối tìm ra cơ hội, hiền lộ trong khó khăn thì ắt thu được nhiều thành tựu, tiền bạc ùn ùn kéo đến, phát tài giàu có, chẳng cần lo nghĩ gì. Đầu tiên, tổng quan tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, là tuổi con dê, năm sinh âm lịch, Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, nước sông thiên hà. Mệnh nam, cung càn kim, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung ly quả, thuộc đông tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Đinh Mùi được Phật Ma Lợi Tử ban phúc, Phật Quan Âm Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai hộ mệnh, Phật Đại Nhật Như Lai bảo hộ. Hành quả mang lại cho Đinh Mùi tính can đảm và sự tự tin, là những người rất vững vàng, họ biết cách đề cao ưu điểm và che giấu nhược điểm. Không giống như những tuổi Mùi còn lại, con giáp này không dễ bị tổn thương và cũng chẳng dễ chấp thuận người khác. Hành quả khiến Đinh Mùi năng động và mạnh bạo hơn, họ có thể đứng lên tự bảo vệ mình, chăm lo cho bản thân và đẩy mình lên hàng đầu. Khi bị xúc phạm, họ có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Là người có tính sáng tạo và trực giác tốt nhất trong các tuổi Mùi, Đinh Mùi rất giỏi trong giải quyết các tình huống, tìm ra lối thoát hoặc các giải pháp thay thế. Con giáp này khá hợp lý và thông minh, bạn bè thích tìm đến họ nhờ giải quyết rắc rối. Bản chất hào phóng và sốt sắng, Đinh Mùi sẽ dốc lòng dốc sức giúp bạn. Màu hợp với tuổi Đinh Mùi là trắng, đen. Màu khắc với tuổi Đinh Mùi là vàng. Tính cách tuổi Đinh Mùi. Đặc trưng cơ bản nhất của những người thuộc tuổi Đinh Mùi đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm quả gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Do đó, tuổi Đinh Mùi không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng. Những người tuổi Đinh Mùi tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp nhã nhặn. Tuổi Đinh Mùi được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi Đinh Mùi thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời. Nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn, bởi bản chất của giọt nước mong manh nên họ cực kỳ nhạy cảm. Tinh tế, khi mưa gió càng khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi đinh, Mùi thuộc quả và thổ tương khắc với nạp âm thủy nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Con số hợp với tuổi Đinh Mùi là số 4, 6, 7, 1. Con số khắc với tuổi Đinh Mùi là số 8, 2, 5. Sự nghiệp tuổi Đinh Mùi. Tuổi Đinh Mùi có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn, dịch vụ giặt là. Hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ, vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người, nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao, họ xem nhẹ tiền tài, vật chất, các nghề về lĩnh vực giáo dục, thanh tra hay làm nhà quản lý, chỉ đạo doanh nghiệp cũng hợp với họ. Vì họ có duyên làm nghệ thuật, nên họ có thể trở thành những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên xuất sắc, nổi tiếng. Nhưng họ lại giữ tiền bạc kém,
kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên cân nhắc và xem xét kỹ khi quyết định làm kinh doanh. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí, Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của Tiết Đồng Chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm Tiết Đồng Chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Giới Đinh Mùi vì trải qua nhiều sóng gió, nên na tuổi Đinh Mùi tâm niệm rằng, bước sang tháng 11 này, nếu mình không tự mình đứng dậy, thì không ai có thể giúp đỡ. Họ là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó. Tuổi Đinh Mùi luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình. Bước vào tháng 11 âm lịch, đa số những người tuổi Đinh Mùi đều công thành danh toại, không những kiếm được nhiều tiền, mà có những người còn có chức có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung, những người tuổi Đinh Mùi đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa, vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Đinh Mùi. Sinh năm 1967 vận hạn, may mắn và cách hóa giải giúp bản mệnh đón lành tránh dữ, gặp hung hóa cát. Cụ thể về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 11 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu ở thời điểm này. Có thể nói đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi cho các bạn tuổi Đinh Mùi trong công việc, sự nghiệp. Sự hỗ trợ của nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh đem đến cho người tuổi này nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Thêm vào đó, tả phù các tinh chiếu mệnh báo hiệu có sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, bản mệnh có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thêm thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệt và tinh thần chuyên nghiệp, bản mệnh đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi Đinh Mùi cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, năm lần bảy lượt mới nắm bắt được. Thành công không đến với những người lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Điểm cộng của người tuổi Đinh Mùi trong thời gian này là sự tỏa sáng của bạn. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên Cẩu hung tinh nhắc nhở, hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dưới sự hỗ trợ của nguyệt lệnh Trường Sinh và tả phù các tinh chiếu mệnh, người tuổi Đinh Mùi sẽ đạt được nhiều thành công, đạt được vị trí cao trong công việc. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, để đạt được những thành công này, bạn phải nỗ lực và trải qua không ít khó khăn. Ý thức với tinh thần chuyên nghiệp và sáng tạo, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và thành công sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, không nên quá tự tin và chủ quan. Bạn cần phải luôn giữ tinh thần cảnh giới và cẩn trọng để tránh những rủi ro và thất bại đáng tiếc. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Các khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Về mặt tài lộc, trong tháng Giáp Tý, tuổi Đinh Mùi được dự báo sẽ có nhiều cơ hội để tăng tài sản và thuận lợi về tài chính. Kết hợp với khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh, những người tuổi Đinh Mùi sẽ có cái nhìn thực tế và thông suốt về mọi vấn đề, giúp cải tiến tình hình tài chính và tài lộc của mình. Theo phong thủy,
Cách thức tài lộc đến với mỗi người đều được quyết định bởi các yếu tố như mệnh cung, tuổi tác, trạng thái sức khỏe, tinh thần, tình cảm và ngay cả môi trường sống. Và tháng Giáp Tý này là một trong những tháng mang đến nhiều cơ hội để tuổi Đinh Mùi gia tăng tài sản, thuận lợi về tài chính và tài lộc. Sự kết hợp giữa khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh sẽ giúp cho những người tuổi Đinh Mùi nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và cải thiện tình hình tài chính và tài lộc của mình. Ngoài ra, việc có trường sinh hộ mệnh và tập trung vào công việc của mình, loại bỏ những điều phiền não cũng giúp tăng cường sự thịnh vượng cho tài chính và tài lộc của người tuổi Đinh Mùi. Công việc sẽ tiến hành trôi chảy hơn, đưa đến sự gia tăng tài lộc và lợi nhuận. Với những lời phán đoán tích cực trên, tuổi Đinh Mùi có thể yên tâm hơn về tài chính của mình trong tháng Giáp Tý này. Tuy nhiên, bản mệnh nên lưu ý rằng tài lộc không chỉ được quyết định bởi phong thủy mà còn phụ thuộc vào nỗ lực và sự cố gắng của bản thân. Do đó hãy luôn cố gắng và làm việc chăm chỉ để tài lộc của bạn ngày càng phát triển. Trong việc đầu tư, thiên tài báo hiệu và bản mệnh đều có thể gặp phải những mối đầu tư mang tính thách thức nhưng mang lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng lớn trong tháng này. Bạn có thể tận dụng thời điểm này để triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ. Điều này sẽ giúp bạn bỏ túi được nhiều lợi nhuận hơn và tăng cơ hội thành công. Một điều quan trọng khác trong tháng này là cần phải bồi dưỡng mối quan hệ hợp tác của bạn. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được nhiều hợp đồng và dự án có lợi hơn, cũng nhờ quan hệ xã hội tốt đẹp. Bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Điều này sẽ giúp bạn tăng cơ hội thành công và đạt được mục tiêu kinh doanh mà mình đã đề ra. Với tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cần tự nhắc nhở bản thân rằng trong việc giao dịch và đầu tư, bạn cần có kế hoạch cụ thể và không nên tiến hành một cách mù quáng, cảm tính để tránh bị lợi dụng bởi các cái xấu. Đặc biệt là khi trong tháng này cũng có thiên cẩu hung tinh hoành hành, một sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá rất đắt. Vì vậy hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nếu bạn đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc thành công trong kinh doanh cũng cần sự kiên nhẫn, nỗ lực và sự đầu tư thời gian và công sức. Hãy luôn cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để đạt được những mục tiêu kinh doanh của mình. Về mặt tình duyên, về phương diện tình cảm, tam hội mang tới cho tuổi Đinh Mùi những cảm xúc đặc biệt, giúp bản mệnh thêm trân trọng hạnh phúc đang có. Tháng này là thời điểm lý tưởng dùng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui về con cái. Bản thân hãy trân trọng, trân quý những gì mình đang có, thêm sự thấu đáo tôn trọng. Không vì cái lý của mình, ắt gia đình đôi lứa hạnh phúc bền chặt. Về gia đạo, gia đạo trong tháng 11 năm 2024 có chút xáo trộn, thì phi nhỏ, có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra. Vậy nên bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc, thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức, để giảm sự hung hại của tháng này. Biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 11 năm 2024 cho thấy thể trạng của tuổi Đinh Mùi trong tháng Giáp Tý khá tốt. Bản mệnh được lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cẩu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Mùi nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế di chuyển đi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, đền, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Theo tử vi tháng 11 năm 2024, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi. Trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi Đinh Mùi, nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền,
nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay. Thực thần cho Lộc mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi Đinh Mùi thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này, thực thần sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân. Từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc sa sút, có vẻ như thời gian nghỉ dịch đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi giả. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân, bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ, giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. Con số may mắn, 23, 67, 96. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Người tuổi Đinh Mùi trong thời gian này, vận trình hung cát đang xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán, nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Về chuyện tiền bạc thì tuổi Đinh Mùi thực sự chẳng mấy may mắn. Hết lần này tới lần khác, bạn bị tiểu nhân lừa gạt. Kiếp tài làm cho thua lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính, tránh những rủi ro và đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn. Nhìn chung tuổi Đinh Mùi đang trải qua một thời gian đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội và tiềm năng. Hãy sử dụng những kinh nghiệm tích lũy được để phát triển bản thân và vượt qua những khó khăn, để cuối cùng đạt được thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Quý nhân, Hợi, Thân, tiểu nhân, Thìn, Tuất. Màu sắc may mắn, 8, nâu. Con số may mắn, 26, 55, 11. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Thương quan xuất hiện vào đầu tuần cho thấy người tuổi Đinh Mùi sẽ có những bước khởi đầu khá khó khăn. Thời điểm này bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người hơn là khăng khăng với quan điểm cá nhân. Bạn không nên quá tự tin vào quan điểm của mình, cho rằng mình đã nắm rõ tất cả mọi vấn đề trong công việc. Hãy đề cao sự cởi mở, học hỏi và thấu hiểu để có thể đưa ra những quyết định chính xác hơn trong công việc của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khó nhất thời. Hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Đây là lúc để bạn đẩy mạnh sự nỗ lực và cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn đang đối diện. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn. Có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.
Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cuối cùng, về chuyện tình cảm, tuần này không phải là một tuần thuận lợi cho người tuổi Đinh Mùi. Bạn và người ấy có thể liên tiếp gặp phải những chuyện gây hiểu lầm. Cả hai người đều cần phải kiềm chế, không nên để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí, gây ra những chuyện khó phản hồi. Hãy dành thời gian để thấu hiểu nhau, lắng nghe và chia sẻ, để tình cảm giữa hai người được bền vững hơn. Quý nhân, Mão, Ngọ. Tiểu nhân, Tý, Thìn. Màu sắc may mắn, đen, nâu. Con số may mắn, 72, 34, 61. Tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi cơ bản là tiến triển thuận lợi, dù khó tránh phải một vài rắc rối nho nhỏ. Những rắc rối này dường như cũng là lời cảnh tình cho bạn chớ nên quá tin tưởng vào bất cứ việc gì. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận trước khi báo cáo với cấp trên. Cơ hội kiếm tiền đối với người tuổi này chủ yếu vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Tuy nhiên, bạn cần làm ăn một cách chân chính, chứ không nên sử dụng thủ đoạn kiếm tiền không trong sáng, lợi dụng thời cơ để hãm hại người khác, kiếm lời lãi về cho mình. Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bản mệnh cần cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Đinh Mùi phải đối diện với nhiều nguy cơ, thậm chí lứa đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh bùng nổ. Do không chịu ai nhường ai, đừng để bản tính bướng bỉnh khiến cho chuyện tình yêu của mình có một cái kết dang dở. Quý nhân, Mùi, Hợi. Tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, xám. Con số may mắn, 18, 62, 57. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 11 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, dượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Mão. Mão biết cách tận dụng lợi thế của tuổi khác, bởi tính hay dựa dẫm và bị động tính. Cách này chẳng có vấn đề gì với Mùi cả, bởi Mùi hoàn toàn làm được. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau, để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Mão và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính. Cả hai hành tinh này đều cần một bờ vai để dựa. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão. Vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 2. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Ngọ. Có thể khẳng định, hai con giáp này đến với nhau như một lẽ tất yếu. Giữa họ cũng có nhiều điểm khác biệt, nhưng thú vị là những điểm đó lại bổ sung cho nhau. Ngựa khá khó hiểu và bí ẩn, họ không thích cảm giác ràng buộc và cuộc sống gia đình. Họ chỉ hướng tới những gì vui vẻ và tươi trẻ. May mắn thay, tuổi Đinh Mùi lại rất nghệ sĩ và phóng khoáng. Họ cũng khá thú vị để khám phá. Người tuổi Ngựa tự thấy mình rất hợp với dê, còn dê thì quý Ngọ ở sự thông minh, hài hước, đầy cá tính. Nếu là đối tác làm ăn, dê sẽ là người đứng đầu. Vì con giáp này thích công việc quản lý, dê suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì Ngựa có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là dê. 3. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Mùi. Hai tuổi Mùi rất hợp nhau, vì họ đều là những tâm hồn nhạy cảm. Họ có suy nghĩ tiến bộ và dễ hiểu người khác, nhất là trong cùng một con giáp. Đôi khi hai người tuổi Mùi có thể có những bất đồng quan điểm, đặc biệt là trong những khi căng thẳng,
nhưng họ cũng sớm lấy lại được sự hòa hợp, bởi họ có nhiều điểm chung như đều mơ mộng, lãng mạn, có nhiều ham muốn, vân vân. Mâu thuẫn xảy ra khi cả hai muốn giành quyền lãnh đạo người khác. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính, vì họ thường dành nhiều thời gian cho sự lãng mạn, mơ mộng, nên ít có nhiều thì giờ dốc tâm lực cho việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty, hoặc lo lắng về những vấn đề còn tồn đọng của công ty. Nếu hai người tuổi Mùi đứng đầu một công ty, có thể xảy ra tranh chấp quyền lực, bởi vì họ đều thích lãnh đạo, vì thế đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Nơi hai người tuổi Mùi làm việc chung sẽ được trang trí một cách nghệ thuật và dựa vào phong thủy để giữ được sự hài hòa và cân bằng. 4. Tuổi Đinh Mùi và tuổi Hợi. Mùi và Hợi có nhiều điểm chung nên tình yêu của họ rất êm dịu, ngọt ngào, họ luôn tạo cho nhau cảm giác thoải mái. Hợi là người ham chơi nên thích những cuộc vui chè chén, đắm chìm trong tình yêu và nghỉ ngơi thư giãn. Mùi không phải là người quá coi trọng vật chất, họ sống trong sự giàu có về tâm hồn, nhưng đặc biệt trong tình yêu Mùi cũng có nhiều ham muốn về thể xác. Trong mối quan hệ giữa hai người, Hợi luôn ngưỡng mộ trí tuệ và sự thông minh của Mùi. Mùi sẽ yêu sự hào phóng, chung thủy và đáng tin cậy của Hợi. Trong làm ăn, kinh doanh, Mùi và Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của Mùi. Nhìn chung, Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do Hợi làm chủ. Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh chủ về tiêu tán tiền của. Dân gian có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà, ý chỉ năm có sao này chiếu thì tiền bạc biến động mạnh, tiền dù có làm ra nhiều nhưng cũng tiêu tán mạnh, khó mà tích lũy. Sao này còn gây bất lợi về công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán có tiểu nhân quấy phá, hao tốn nhiều tiền của, thậm chí trắng tay. Thái Bạch xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Xem tử vi 2024 tuổi Đinh Mùi nam mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi nam mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết,
tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là phúc tinh, mang tới sự cát lành, vui tươi, được toại nguyện ước mơ cho nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967. Các tinh này trợ mệnh rất tốt cho nữ giới. Nó cũng có tác dụng hóa giải hữu hiệu khi gặp khó khăn, hứa hẹn mang tới nhiều điều vui tươi, may mắn cho bản mệnh trong năm 2024. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Hạn Quỳnh Tuyền chủ yếu gây đau ốm, hao tài. Bản mệnh trong năm dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi gặp khó khăn hơn. Xem tử vi 2024 tuổi Đinh Mùi nữ mạng theo vận niên. Theo tử vi tuổi Mùi 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Mùi nữ mạng gặp vận niên Long Đắc Vũ, tức rồng, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Hình ảnh này mang hàm ý, một năm hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cũng vất vả lắm, trong khi đó việc của bản thân thì khó bề như ý. Về tình cảm, đầu năm là thời điểm các khí hanh thông, nên tranh thủ mưu cầu đại sự, chứ càng để đến cuối năm sự khó mà thành. Hóa giải vận hạn, kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sống khiêm tốn không hề dễ dàng, vì chúng ta luôn thích được thể hiện cái tôi, bản ngã của mình, để người đời biết rằng bản thân cũng là một người đáng được quan tâm, chú ý của xã hội. Câu chuyện Tiều Phu và Chí Giả. Câu chuyện kể rằng, Tiều Phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng, nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua, sẽ mất cho Tiều Phu 10 đồng, ngược lại, Tiều Phu thua sẽ chỉ mất 5 đồng thôi. Học giả coi như minh nhường Tiều Phu để thể hiện trí tuệ hơn người. Người Tiều Phu thấy vậy, chỉ mỉm cười đồng ý. Ông vốn không muốn phân tài cao thấp hay kiếm tiền từ việc cá cược, nhưng ông muốn cho vị học giả hiểu ra giá trị sâu sắc hơn của trí tuệ, nên đã đồng ý. Đầu tiên, Tiều Phu ra câu đố, vật gì ở dưới sông nặng 1.000 cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn 10 cân. Học giả dắt óc suy nghĩ, vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho Tiều Phu 10 đồng. Sau đó ông hỏi Tiều Phu câu trả lời là gì, tôi cũng không biết. Tiều Phu đưa lại cho học giả 5 đồng và nói thêm, thật ngại quá,
tôi kiếm được 5 đồng rồi. Học giả vô cùng sửng sốt, không nói được lời nào. Còn vị tiều phu chỉ mỉm cười từ bi. Trí tuệ không có nghĩa là khoe ra cho người ta biết, mới thể hiện được sự khôn ngoan. Sống khiêm tốn mới thực sự là thể hiện tri thức hơn người. Những điều tốt vẫn luôn có những điều tốt hơn thay thế. Cuộc sống biến đổi không ngừng, chúng ta phải luôn học hỏi. Nhưng cũng có những người cho rằng mình đã trên thông thiên văn, giới tường địa lý mà không chịu tiếp nhận. Họ cứ muốn ôm giữ mãi một thứ cũ rích mà họ có được, rồi tự ảo tưởng rằng mình trí tuệ hơn người. Kinh nghiệm của người xưa khi qua sông, thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước để phỏng đoán độ sâu của con sông. Bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ nước sông càng cạn, càng nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu, thậm chí là sâu không thể đo được. Nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động. Làm người cũng nên như vậy. Mình biết hơn người ta vấn đề này, nhưng vấn đề khác thì không có kiến thức gì. Vậy nên, con người cần có một tâm thái rộng mở để đón nhận những cái mới và khiêm tốn học hỏi. Cổ nhân có câu, nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn. Mỗi người thông thường chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất hàng chục năm, thậm chí cả đời để học cách im lặng. Cho nên nói là một loại năng lực, nói đúng chỗ, đúng lúc lại là một loại trí tuệ. Người vốn có tính khiêm tốn thường hay tự cho rằng kiến thức của mình vẫn còn nhỏ bé, còn phải tiến thêm nữa và cần phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại. Lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi thêm lên. Làm cách nào để sống khiêm tốn? Thứ nhất, thừa nhận giới hạn của bản thân. Bạn phải chấp nhận là mình không giỏi tất cả hay bất kỳ việc gì. Cho dù bạn tài năng đến đâu thì sẽ luôn có người giỏi hơn bạn. Ở một khía cạnh nào đó, nhìn vào những người giỏi hơn và xem xét tiềm năng phát triển bản thân, không có ai là giỏi nhất, bất kể ở mặt nào. Mình không phải là hoàn hảo, mình vẫn còn nhiều thiếu sót, sự yếu kém về cả thể chất, tinh thần, nhận thức. Hãy thừa nhận sự thật đó và hãy thật khiêm tốn nhận sự giúp đỡ của tha nhân với lòng thành kính và lời cảm ơn chân thành nhất. Thứ hai, ý tứ khi nói chuyện. Người khiêm tốn không nhất thiết phải quá ngại ngùng hay không có tí lòng tự trọng nào. Tuy nhiên, người khiêm tốn nên lưu tâm đến những người đang nói chuyện với họ và không nói lấn lướt hay cắt ngang lời bất kỳ ai. Muốn làm người khiêm tốn, bạn nên thừa nhận rằng mọi người, kể cả bạn, có mục tiêu và ước mơ riêng, và họ cũng muốn nói về thành tựu và quan điểm của mình đối với các sự việc. Thứ ba, không dành hết công lao về mình. Chúng ta là con người và những gì chúng ta có hiện nay chịu sự ảnh hưởng và dẫn dắt rất lớn từ người khác. Vô số người đã hỗ trợ và giúp đỡ để chúng ta được như hôm nay và để chúng ta đạt được giấc mơ, tự hào về thành tựu của bản thân là hoàn toàn bình thường. Nhưng nên nhớ, không ai có thể hoàn toàn tự mình làm được việc gì, và rằng bạn đã là con người thì chúng ta phải hỗ trợ nhau đạt được mục tiêu, chia sẻ tình yêu, thừa nhận những người đã giúp đỡ mình trên con đường thành công. Thứ tư, nhận ra khuyết điểm của bản thân. Chúng ta thường phán xét người khác vì điều đó dễ hơn nhiều so với nhận xét chính mình, tiếc là việc này hoàn toàn không tốt và lại còn có hại cho nhiều trường hợp hơn. Phán xét người khác gây ra bất hòa trong mối quan hệ, ngăn cản sự phát triển của các mối quan hệ mới. Tệ hơn nữa là chúng ta không thể tiến bộ. Nếu có thói quen này, mọi người đều có sai sót. Chúng ta thường xuyên phán xét người khác mà không nhận ra. Bạn có thể tập thói quen này, cố gắng phát hiện những lúc mình có suy nghĩ phán xét người khác. Khi đó, thay vì phán xét họ, bạn hãy phán xét chính mình, xem xét cách để cải thiện bản thân thay vì suy nghĩ cách người khác nên hành động. Sau cùng, bạn không thể kiểm soát hành vi và lựa chọn của người khác, nhưng của bạn thì được. Làm việc với khuyết điểm của mình, nhớ rằng sự phát triển và tiến bộ là một quá trình kéo dài suốt đời và không bao giờ ngừng, cho dù bạn đã rất giỏi việc gì đó. Thứ năm, thừa nhận những sai sót. Hãy lắng nghe những dấu hiệu, sự góp ý, lời khuyên phản ứng từ những người khác, từ môi trường, từ những biểu hiện. Từ đó bạn sẽ tìm ra khuyết điểm của mình, nhận thấy rằng mình không hoàn hảo để cố gắng hơn nữa. Thứ sáu, tránh khoác lác. Có lòng tự trọng lành mạnh, họ cảm thấy tự hào về thành tựu của mình là chuyện bình thường,
nhưng không ai thích người thường xuyên kéo sự chú ý về họ và thành công của họ. Nếu bạn cảm thấy mình đã làm được một việc thật tuyệt vời, nhiều khả năng người khác đã nhận ra điều đó và họ sẽ tôn trọng bạn nhiều hơn vì sự khiêm tốn. Thứ bảy, biết ơn những gì bạn có. Biết ơn những gì ta đang có, luôn tự nhủ rằng những cái căn bản nhất ta đều có, không do ta mà có. Ta có bộ óc tốt, có khuôn mặt xinh, thân hình đẹp, giọng hát hay, không phải do ta có được mà là may mắn ban cho. Nên thay vì kiêu ngạo thì hãy biết ơn với lòng thành kính. Thứ 8, không sợ phạm lỗi. Một phần của sự khiêm tốn đó là hiểu rằng bạn sẽ phạm lỗi, hiểu được điều này và hiểu rằng mọi người đều phạm lỗi, bạn sẽ gạt được gánh nặng khỏi đôi vai mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa bạn nên làm việc cẩu thả, cố gắng tránh những sai sót quá đơn giản, nhưng không sợ thử các phương pháp hay cách thức mới để đạt được mục tiêu. Mỗi người chỉ có một trải nghiệm, một phần nhỏ của cuộc sống, vào một thời gian nào đó, luôn luôn có những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn bạn. Ý kiến của người lớn tuổi hơn đáng để cho bạn tham khảo, nhưng bạn phải quyết định dựa trên sự hiểu biết của mình đối với họ. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.